Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Gian. Và đây là chiếc xe Gian TCR6005, một mẫu xe đua chuyên nghiệp của hãng Gian. Như các bác đã biết thì OCR là dòng xe mà các bác mới đi đến dòng xe đua, tiếp cận đến dòng xe OCR. TCR dòng cao cấp hơn, chuyên nghiệp, để sử dụng bộ cấu hình full cấu hình của Tiara các bác nhé. Vâng, giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là mẫu xe Gian TCR 15 với tông màu chủ đạo tông màu trắng và xanh và đen, chữ Gian và 6005 màu đen rất là nổi luôn nhé. Model của xe với mẫu xe TCR 6005 thì em về cũng rất là nhiều rồi. Với khác biệt với những dòng OCR thì TCR là dòng xe đua cao cấp hơn và tất nhiên có bộ khung tốt hơn rồi. Thường thì OCR chỉ có Alux thông thường thôi, còn đây SL Alux Superline siêu nhẹ. Xe rất là nhẹ các bác nhé. Đây, Superlight Alux. Yên nguyên bản của Gian. Cọc yên của Uno. Uno cũng là một hãng làm phụ tùng rất là tốt về xe đạp. Trên khung xe có ghi đường link của chiếc xe này, gianbicycle.com. Đây là một mẫu xe xuất sang thị trường quốc tế, mẫu Gian quốc tế. Vành hiệu của Cero, vành mê hiệu Cero luôn các bác nhé. Em giới thiệu đầu video thì chiếc xe được sử dụng nguyên một bộ group của Tiara, từ cụm phanh đến củ đề đến đùi đĩa và tay lắc và đĩa luôn các bác nhé, cả đều của Tiara, không lai món nào hết. Khung nhôm và càng nhôm siêu nhẹ, cốt của FSA, cốt của ghi đâu đầu của FSA các bác nhé. Phía bên trên xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiara, mười tốc độ và hai tốc độ bên đĩa. Xe 20 tốc độ các bác hiểu. Và cụm phanh trước của Tiara. Bộ vành đằng trước cũng của Cero. Nguyên bản theo xe. Để máy ở các bác nhé. Với với cặp vành 700 và thông số lốp là 23C. Đây lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Xe rất là chất lượng, với các bác mà yêu thích những dòng xe thương hiệu Gian. Khung rất là tốt, Gian làm khung rất là tốt để chúng ta. Bây giờ xe đeo chiều cao không đứng một xe. Xe chiều cao xe đứng là 48 thôi nhé. Ngang là 50,
xe này phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Xe S của Giang với 10 tầng lít. Giờ xe vào nghe chuyển động lên lít. Sử dụng full một group của Tiagra. Xuống lít. Bộ đùi đĩa 2 tầng của Tiagra các bác nhé. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Giang TCR 6005, chiếc xe đua chuyên nghiệp đến từ thương hiệu của Giang. Chiếc xe được trang bị full một bộ group của Shimano Tiagra và cặp vành hiệu Cero các bác nhé. Xe được bán tại cửa mức giá là 12.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Có quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại hướng em. Xin chào quý vị và các bác đã theo dõi video.